Hùng lâu rồi không thấy á. Hùng. Mấy bữa là tuần rất là lần. Bên đây chắc đi công tác xa rồi thì phải. Nhiều khi đi chụp ảnh tỉnh á. Có không biết. Khách 3 giờ nó chuyển khoản rồi nha. Câu con của chị Phương. Bữa đi siêu thị đến đâu mình sợ ngàn qua đi ế. Đi bán hai không luôn. Kêu cuối tuần mà răng ủa. Mình tưởng tượng chắc đông gớm lắm. Không biết là có khả năng đi sớm này. Chứ làm như có chuyện món vắng người đó. Nhu yếu phẩm thiết yếu mà. Qua chờ hai đứa nó vô trong khu chờ nó. Chờ. Mình cũng vô luôn chứ. Lấy mấy cục đá mà không lấy quá à.
ok với. Không đói là được. Nghe chứ, nghe rục rục luôn. Rục rục luôn á. Loạn quảng vô dèo luôn. Yến chị mới cay nè, mô yến kêu cái gì vậy bé yến, yến kêu rục rục luôn. Sợ cái món nó đặc không dám mạnh tay. Mấy? 55. Nghĩa là lên ký à? Ừ, cái chi ra mà cứu.